Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, học đến tập 270. Có cô này gặp những đức, cô kể rằng cô có một người chồng khó tính, gầy la chửi mắng cô rất là nhiều, nhưng ông cũng có duyên những đức đặc biệt là khi cô nghe pháp, ông vô tình ông nghe, rồi ông cũng từ từ chuyển ông, rồi từ từ ông cũng nghe. Khi ông nghe một thời gian thì ông ngồi nói chuyện với bà vợ, ông nói rằng thôi tôi xin lỗi bà đi, khi tôi nghe thầy giảng tôi hiểu rồi. Tôi thấy lúc trước tới giờ tôi khó khăn rồi, gầy la chửi mắng bà, đó là cũng là một cái nghiệp giữa tôi với bà. Giờ tôi nghe thầy giảng tôi hiểu, thôi tôi xin lỗi bà, từ hôm nay tôi không có gì nữa. Cô này cô nói khi nghe chồng nói gì đó, cô xúc động cô rơi nước mắt. Rồi xong cô nhắn tin nói, con cảm ơn thầy quá trời luôn. Nhờ những bài chia sẻ Phật Pháp của thầy đơn giản mà chuyển hóa được chồng con, và gia đình con bây giờ bình yên vui lắm. Hai vợ chồng buổi sáng rồi buổi chiều đều công phu tu tại nhà, rồi có khi thứ bảy chủ nhật đến chùa, có khi thì chủ nhật thôi. Bây giờ con thấy mình vui và hạnh phúc lắm thầy. Cô nhắn tin mà cô cảm ơn. Thì những đức thấy rõ ràng là con người có thể thay đổi được hết, thay đổi được hết. Chúng ta chỉ cần nghe Phật Pháp hiểu, tự nhiên con người sẽ thương con người, chứ không muốn áp lực làm gì đâu. Nên rõ ràng nghe Pháp chứ nó chuyển cái tâm ấy bị. Chuyển tâm gọi là chuyển nghiệp, chuyển tâm là chuyển nghiệp. Giống như cái chú này ông kể, nói vợ của ông là thôi hỗn ẩu với cha mẹ ông, đừng có nói, ông mà bức xúc dữ lắm. Nhưng mà làm như ông dưới quyền vợ ông thì sao, cái nghiệp gì đó mà ông giống như ông dưới quyền nó dữ lắm, mà nó hỗn ẩu với cha mẹ ông hơn cái gì. Sau ông cũng được đi đến chùa mình ông tu, thì ông cứ nghe lời những đức dạy là ông cứ niệm Phật vậy đó, mà thành tâm niệm Phật, thành tâm niệm Phật. Mà ông thường thành tâm niệm Phật, ông cầu nguyện nói Phật ơi, bây giờ con đi đến chùa con tu, con nghe Pháp con niệm Phật, mà nghiệp duyên gì con không nói được vợ con, mà vợ con nó hỗn ẩu đối với cha mẹ con quá, con rất là đau lòng. Nếu như làm lớn chuyện lên thì sợ người ta cười chế. Bây giờ con không biết làm sao, con chỉ có niệm Phật cầu nguyện Phật, có một cái phép lạ gì, ông nói rõ ràng đấy, có một phép lạ gì mà chuyển sấy với cái tâm chân thành của con cầu nguyện. Phật có một cái phép lạ gì chuyển sấy để làm sao chứ thay đổi được cái tính tình người vợ này. Chứ con đi chùa mà vợ con vậy, con thấy trong lương tâm con cũng nặng nề. Con thành tâm con niệm Phật. Ông nói là ông cứ đến chùa mình ông tu xong, ông cứ quỳ trước Phật ông nguyện, quỳ trước Phật ông cứ nguyện gì vậy. Vậy mà từ từ thì vợ của ông có một đêm bà nằm ngủ, thì trong một cái giấc mơ, mà đây là giống như ác mộng như quý vị, là bà bị dẫn dắt đi, mà đi đến một cái chỗ mà giống như bà đáng sợ dữ lắm luôn, mà bà bị vượt chạy đến mức mà bà sợ, bà chạy đến mức mà bà kể bà nói kinh khủng lắm. Thì bà không biết kêu cứu cùng ai, mà lúc bình thường mà chồng bà khuyên bà niệm Phật, chú này đi chỗ nghe được giảng khuyên bà niệm Phật, khuyên bà niệm Phật là bà đột lại bà không niệm, bà còn chửi ông nữa. Vậy đó mà cái duyên khuyên bà niệm Phật
Thì trong cái giấc mộng quý vị, trong cái giấc mộng, bà sợ đến mức cực điểm rồi, không biết kêu ai đi cứu được, quá sợ à. Thì trong giấc mộng nhớ đến là chồng bà phía mà niệm Phật. Và chồng bà kể những câu chuyện mà những đức từng giảng cảm ứng này kia. Tuy bà nghe bà phản bác, nhưng mà nó gieo vào chủng tử A Lại Gia Thức quý vị. Bây giờ nghe đoạn này hay, nó gieo vào chủng tử A Lại Gia Thức. Thì Phật gia hộ làm sao? Cái lúc đó bà không biết kêu ai cứu, bà mới nhớ đến chồng bà phía mà niệm Phật. Thì trong cái giấc mơ bà niệm lên câu Phật hiệu. Bà vừa niệm câu Phật hiệu thì bà giật mình tỉnh dậy, trở lại bình thường. Rồi xong bà kể cho chồng bà nghe. Từ đó về sau quý vị biết, bà thay đổi tính tình luôn. Bà niệm Phật, bà tin Phật, bà thay đổi tính tình luôn quý vị. Vì thế niệm Phật có rất nhiều sự mà nó cảm ứng kỳ diệu lắm quý vị. À, đây là cái việc mà người ta mới biết tu thôi đó, có những cái cảm ứng lạ thường như vậy, đặc biệt như vậy đó, chuyển say cái tính tình con người luôn, rõ ràng. Phật gia hộ, nhớ. Giống như cái cô này ngoài miền ngoài cũng kể câu chuyện, mà hình như bữa đó Như Đức cũng có kể cho bị nghe, kể câu chuyện mà gia đình này bán rượu, bán rượu bia nhiều, rồi đứa con bị bệnh ung thư máu, mà cái gia đình này cũng biết tu và phát một lời nguyện rằng một tuần sau đưa đứa con này ung thư máu này đi khám bệnh, nếu như Phật gia hộ mà con mà cái nghiệp bệnh này mà nó chuyển hóa thì con, chúng con sẽ giải nghệ cái việc làm ăn kinh doanh rượu này luôn, giải nghệ cái nghề kinh doanh rượu, và gia đình con phát tâm ăn chay trường, biết tu hành kính tinh Tam Bảo. Phát cái lời nguyện quá mạnh quý vị. Thì cái duyên phước của người ta nó đến thì sao đó. Thì vì biết rằng một tuần sau đi khám bệnh như đứa con, thì bác sĩ nói đứa con không có bị ung thư máu. Gia đình quyết định giải nghệ bán rượu. Quý vị coi, bây giờ quý vị bán rượu bao nhiêu con người uống rượu, uống bia mà gia đình bị tan nát chứ. Tí mình không có trực tiếp hại gia đình ta, nhưng cũng là một liều thuốc độc để gián tiếp hại người ta. Nên niệm Phật nó có nhiều cái mà đặc biệt, mà người ta đi về chùa mình ta nói rằng có rất nhiều cái mà cảm ứng trong cái cuộc đời người ta, mà người ta gặp những đứa ta kể quá nhiều câu chuyện quý vị. Lớp nhắn tin gỡ rồi lớp thì có cái cảm ứng người ta đến trực tiếp ta gặp những đứa ta kể rất là nhiều luôn đó. Từ nó những cái pháp thí, từ cái dòng ta đeo tay niệm Phật, từ nó những cái máy niệm Phật, rồi rất nhiều việc luôn. Từ nơi đó quý vị biết rằng là cái công đức niệm Phật này bất khả tư nghị dữ lắm. Nó chuyển hóa nhân tâm con người hung bạo, hung ác, lạ lắm. Chỉ cần mà nghe được danh hiệu Phật, niệm Phật như cái câu chuyện nãy nói đó, không? Nghĩa là khuyên bà vợ phản bác và chửi lại luôn. Vậy đó mà nó dẫn gieo chủng tử luôn. Bởi vì mình phiên người ta niệm Phật mà ta phản bác, mình cũng có công đức. Tại vì mình phiên người ta đã gieo chủng tử rồi. Mình khuyên người ta niệm A Di Đà Phật là cái chủng tử A Di Đà Phật nó gieo vào tâm người đó. Dù nó chịu không chịu gì đi chăng nữa nó cũng dính. Nên mới nói rằng là khi mình bố thí cúng dường là tài thí, khi mình niệm một câu Phật hiệu là pháp thí. Mình mua vé số hay mình cho tiền người già yếu, người nghèo, mình cho tiền xong mình còn niệm thêm câu Phật hiệu cho người ta nghe. Nên như Đức từng nói hàng Phật tử rằng đeo cái máy niệm Phật thôi, mình đi một vòng ngoài chợ thôi, mình độ bao nhiêu chúng sanh, cái nơi cái sạp buôn bán đồ đạc của mình để cái máy niệm Phật, bao nhiêu con người được nghe quý vị coi. Một ngày tu phước tu duyên biết bao nhiêu mà nói chứ. Nó giống như phía sau Đại Tùng Lâm, theo cái đường lan can toàn là năng lượng niệm Phật. Còn quý vị đi đến chùa Hộ Pháp thì mấy cái điểm cổng xung quanh kế đường Như Đức để hai cái lo niệm Phật, rồi chánh diện thì điệu niệm Phật của Hòa Thượng mình. Thì coi gieo cái duyên cho bao nhiêu con người nghe câu Phật hiệu. Một ngày đi xe qua đi xe lợ, bao nhiêu con người được nghe câu Phật hiệu, lợi ích biết bao nhiêu mà nói. Nên từ nơi đó mà những cái máy năng lượng niệm Phật đồ này kia lợi ích lớn. Như cái câu chuyện mà hôm Như Đức kể vì nghe thấy không, cái ổ mối. Bởi vì nhiều người người ta không biết, người ta gặp ổ mối người ta đập phá ổ mối, giống như phá nhà người ta quý vị.
cô này biết tu, để ngay chăng cái ôm mối một cái năng lượng niệm Phật, mà cô để năm này qua năm tha khác, cô để suốt mấy năm, vì mà sau này ôm mối tự mất đi hết trơn, rồi tự nhiên ngay chỗ đó lại lại mọc ra hoa sen. Hôm như Đức kể vì nghe câu chuyện đó, rõ ràng danh hiệu Phật A Di Đà, nghe danh hiệu ngài mà niệm thì ngài tiếp dẫn, nó rõ ràng thế chứ. Vì thì trong nhà để máy niệm Phật thì viết là âm siêu dương lợi, người âm siêu thì gia đạo bình an. Để máy niệm Phật nghe pháp được mỗi ngày, gia đình có thờ ngôi tam bảo, lợi ích này cực kỳ lớn luôn. Giống như cái cô này, cô mang nghiệp phá thai, mà cô kể như Đức nghe, cô nói là thầy biết rằng con mang phá thai 3 lần, đêm nào con ngủ con cũng gặp ác mộng, hương linh thai nhi nó bu đậy từ thầy biết trên giường nè, rồi trên đầu nè, dưới giường nè, nó đầy 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 hương linh nheo 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 chứ, mà nó kinh lắm thầy ơi, nó nhỏ nhỏ mà nó hung dữ ghê lắm. Giết thầy, thầy con sợ khi mà con ngủ nhắm mắt một cái là kinh lắm, sợ lắm thầy ơi. Được cái chị kia giới thiệu, nghe thầy giảng, con nghe thầy giảng rồi xong rồi con bây giờ con chỉ có bám víu niệm Phật thôi, bây giờ con thành tâm thành ý con niệm Phật rồi con đi đến lại Quan Âm ở chùa nữa, rồi xong rồi con để đến cộng tu ngày chủ nhật luôn, rồi xong rồi con ở nhà con thờ ngôi tam bảo, con niệm Phật lễ Phật. Thầy biết rằng là bây giờ con ngủ bình yên, không có thấy gì nữa chứ. Cô nói rằng công nhận thiệt, cái công đức niệm Phật bất khả tư nghì, quá hay à. Từ hôm nay con thành tâm thành ý con niệm Phật, biết không? Ấn Tổ ngày nói rằng niệm Phật chuyển nghiệp, nó niệm Phật chuyển nghiệp đó, cái công đức niệm Phật chuyển nghiệp đó quý vị. Nên những Đức nói quý vị nghe, nghe ngày chủ nhật đâu nè, là cái ngày mà cộng tu rất đông, nên có cúng thí thực, có phóng sanh. Bây giờ quý vị đi đến tu thì hương linh đồ này kia người ta theo quý vị, ta cũng được đến nghe pháp niệm Phật lễ Phật, rồi người ta được hưởng tài thọ thực, được công đức phóng sanh. Từ nơi đó mà giết từ từ người ta ở chùa, hoặc người ta buông cái tâm hận thù đòi nợ, ta cùng tu với mình, nên nó chuyển nghiệp. Giống như một con người hận thù mình, mà mình á, giống như mình thương yêu họ, mình giúp đỡ họ, mình chuyển cái tâm mình hiền hậu, từ từ người ta cũng tha thứ cho mình à. Từ từ rồi người ta cũng tha thứ cho mình. Con người mà giận rồi sẽ hết giận thôi, hận rồi hết hận thôi, ăn thua cái hành động của chính mình. Nên nói niệm Phật là chuyển nghiệp. Tại vì trong cái công đức niệm Phật á, khi vị niệm lên là có ánh sáng, mà hương linh đồ Quán Thăng Chế Chủ người ta thấy mình niệm Phật phát ánh sáng, nên từ nơi đó mà người ta hưởng được cái từ trường. Rồi mình đem công đức niệm Phật mình hồi hướng cho người ta được nhờ, từ nơi đó mà người ta buông cái tâm hận thù đòi nợ. Rồi có cái cô này, cô nói rằng con của cổ la nó không bao giờ la nó được, mà nó hư đừng có nói nữa. Có nghĩa là cô đi làm bố thí cúng dường, cô đi làm bao nhiêu việc thiện để hồi hướng cho nó, mà nó không chuyển nổi. Vì mà cô đi đến chùa mình, cô nghe những đức giảng, tới cái đoạn mà cô nói rằng là cô nghe thầy giảng cái đoạn mà muốn chuyển hóa được người thân thì trước nhất chuyển hóa cái tâm mình, là chuyển hóa cái tâm mình qua danh hiệu A Di Đà Phật, chứ không phải là đem cái tâm mình nghĩ vào người thân, mà cái tâm mình chuyển qua A Di Đà Phật, không có buồn giận, không có hận trách. Lúc trước thầy biết rằng là con làm việc này việc kia hồi hướng cho nó, nhưng mà con gặp ai con cũng nói nó bất hiếu, nó hỗn ẩu, con tức tối, con ấm ức trong lòng, không có chuyển hóa thầy. Mà từ khi con nghe thầy giảng là muốn chuyển hóa người ta thì chuyển hóa cái tâm mình, đừng có buồn giận hận trách, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Con không than van, con không nói cho ai nghe nữa, con chỉ niệm Phật thôi thầy. Con niệm Phật con không nói nó nữa thì tự nhiên nó lại sợ, nó hỏi mẹ bây giờ sao lúc này mẹ dễ, mẹ không nói con gì hết chứ. Xong lúc đó con nói rằng thôi mẹ hiểu rồi, chắc mẹ thiếu nợ con nên bây giờ con đến con đòi nợ mẹ, mẹ vui vẻ trả nợ cho con, đến khi mẹ không còn sống nữa thì thôi mẹ về cực lạc. Nó nghe cái tự nhiên nó rưng nước mắt, nó hứa với con, nó nói từ hôm nay con không dám hỗn với mẹ nữa. Rõ ràng thầy dạy rằng là muốn chuyển người ta thì trước nhất chuyển mình, thì ra con chuyển được con rồi, con chuyển nó luôn. Thấy không? Vậy thì đối với vợ, đối với chồng, đối với mọi người đều y răng vậy. Mà quý vị sẽ không bao giờ khổ nghe, vì chuyển hóa được cái tâm mà đặt vào họ để khổ, và chuyển thành câu A Di Đà Phật. Vì niệm Phật đi là chuyển hóa liền. Cái công đức muốn chuyển người là phải chuyển cái tâm mình ái người đó. Mình ái người đó thì mình không chuyển được người đó. Nên mình muốn chuyển người đó là mình phải ái A Di Đà Phật đó. Mình ái A Di Đà Phật thì mình mới chuyển được người đó. Đây là những cái phương pháp rất là rõ ràng luôn quý vị à. Rất là rõ ràng luôn. Đó. Nên mỗi một người chúng ta, ai mà không có lương tâm, mình hung bạo dữ dằn với người ta, giết người ta không nói gì mình, mà ta hiền hậu, ta niệm Phật, người ta tụng kinh, người ta nghe pháp, người ta vui vẻ, an lạc bình thường. Giết cái người hung dữ kia bị chuyển hóa luôn quý vị.
Người hung dữ cái từ từ là chuyển hóa luôn. Nên mỗi một con người chúng ta phải tin 100% rằng niệm Phật có sự chuyển hóa vô cùng thù thắng, bản thân mình an vui mà chuyển hóa được người thân mình. Nên ở cái cuộc đời này bao nhiêu sự việc xảy ra trong cuộc đời này. Rồi cô này cô kể, cô nói rằng đứa con của cô khi sinh ra lớn lên đó, là đứa bé này nó là con trai mà tính nó là con gái. Nhưng mà cái đứa nó có duyên với thầy sao, nó thích thầy, nó cứ nghe pháp, nó siêng năng, nó niệm Phật. Nó con trai mà tính con gái, mà nó nghe thầy giảng từ từ cái thầy, nó chuyển hóa cái nghiệp tính con gái luôn. Nó trở thành con cái người nam, trở lại bình thường luôn. Quý vị biết rằng là con người người ta chỉ cần nghe pháp, chịu tu, người ta con trai người ta muốn người ta con trai, con gái người ta là con gái, chứ không có thể nào mà nó biến đổi gì. Mà là do nó biến tướng vậy, là nó biến tâm. Bây giờ mà chuyển cái tâm lại học Phật thì nó trở lại bình thường thôi. Cái nghiệp gì nó cũng tiêu. Nên mới nói là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm kiền thành sẽ chuyển được phàm tâm. Mình mà chân thật mình niệm Phật là nghiệp gì mà không chuyển, tâm nghiệp phàm phu mình cũng chuyển hóa luôn nữa. Nên cái công đức niệm Phật nó là nhớ Phật thì chuyển nghiệp mà. Nhớ Phật thì chuyển nghiệp, mà quên Phật thì nghiệp chuyển. Nó giống như cái cô kia kể câu chuyện mà đi vô trong cái trại tâm thần thăm người thân. Tự nhiên cái người thân này cái duyên đến lúc thấy cái máy niệm Phật nhỏ này nè, đeo vậy nè, bắt cái điều niệm Phật. Tự nhiên cái cô bị mà thần kinh kia nghe cái nói, tự nhiên trong câu Phật hiệu nghe nói gì nè, niệm Phật lại Phật đi hết bệnh, niệm Phật lại Phật đi hết bệnh. Tự nhiên nghe vậy cô này quỳ xuống, cô lại nhắm ngay cô kia, cô lại quá trời luôn. Niệm Phật lại Phật đi hết bệnh, niệm Phật lại Phật đi hết bệnh. Trong câu Phật hiệu mà cô nghe vậy đó, trong câu Phật hiệu mình niệm cho cái máy mà bà nghe, niệm Phật lại Phật đi hết bệnh, niệm Phật lại Phật đi hết bệnh. Mà cái người này bị bệnh tâm thần, nhưng mà họ nghe được như vậy, xong mà quỳ xuống lại bà này quá trời luôn. Xong bà này bà hỏi, nói là trong câu Phật hiệu nói niệm Phật lại Phật đi hết bệnh. Thì cô đưa cái máy, cô cho luôn, đeo bắt đầu là cứ niệm Phật lại Phật, niệm Phật lại Phật. Vì mà một tuần lễ sau tự nhiên đầu óc nó hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô kể gì, nó có rất nhiều cái cảm ứng rất là đặc biệt vi diệu quý vị à. Nhưng mà không phải mình tu hành mà mình chạy theo cái cảm ứng này. Có những người mình tu dù cảm ứng không cảm ứng gì mình cũng niệm Phật, vì mình biết niệm Phật là lợi ích mà. Nhưng mà có những câu chuyện những đức kể lên cho quý vị thấy cái công đức niệm Phật thù thắng dữ lắm. Nó có rất nhiều cái lợi ích, như những đức nói, như trong chùa của mình bao nhiêu việc mà chính mắt thấy tai nghe rõ ràng, những đức thấy rõ ràng luôn. Như nào là bị bệnh đau này kia, niệm Phật là hết trơn quý vị ơi. Mà có rất là nhiều bà cụ có nói rằng ngày xưa bệnh đau thời gian nó lâu lắm, mà bây giờ bệnh đau không uống thuốc chứ niệm Phật thì thời gian nó rất là mau, không uống thuốc gì hết, mà càng về sau thì bệnh càng mau hết. Nó có rất nhiều người trong chùa nói rằng ngày xưa bệnh đau uống thuốc là nó kéo dài thời gian, mà bây giờ không uống thuốc thì nó ban đầu nó cũng chịu đau đớn nặng nề lắm, nhưng mà niệm rồi thời gian nó hết, mà lần sau nó bệnh nữa thì nó giảm, bệnh thì nó giảm lại. Từ từ bệnh rồi, thời gian 1-2 ngày nó hết bệnh luôn. Không cần uống thuốc, chỉ có niệm Phật. Chỉ có niệm Phật không à. Như những đức nói những câu chuyện mà những đức quay cho vị coi rõ ràng đúng không? Nhiều bà cụ mới nói rằng ngày xưa bà nhà là bệnh đau, bệnh này bệnh kia tùm lum. Vì mà bà vô chùa niệm Phật thôi, đâu uống thuốc gì đâu, mà khỏe mạnh trở lại trạng thái tự nhiên luôn. Còn cái bà cụ miệng méo không, niệm Phật là hết trơn méo miệng đâu. Còn cái bà cụ chín mấy tuổi gãy tay đúng không, tự lành luôn. Nó có một cái cô nhà ở ngoài đường này nè, mà cô nghe như đức giảng mà cô gãy cái tay, cô lấy dây cô băng cô buộc, cô nói này tự nhiên nó lành luôn, chỉ có niệm Phật thôi và vui vẻ bình thường, không có gì xảy ra đó. Quý vị biết rằng cái công năng niệm Phật, đã niệm Phật thì tin Phật, niệm Phật tin nhân quả, vui vẻ trả nợ. Bây giờ mà trả nợ thì cặn tử nghiệp mình nhẹ nhàng, còn bây giờ mình không trả nợ thì cặn tử nghiệp mình nó nặng nề. Nên giống như chúng ta thiếu nợ người ta 100 triệu, dù mình không có 100 triệu trả, nhưng mà mình trả cho người ta chút ít, mình trả hoài, mình trả từ từ cũng mòn 100 triệu. Còn bây giờ mình thiếu 100 triệu mình để ra mình không trả, mình không có trả gì chứ, thì mình hoàn toàn mình thiếu 100 triệu. Đó, công nhận quý vị nghe rất dễ hiểu. Nên bây giờ mình thiếu nợ sát sanh, nợ này nợ kia, bây giờ bệnh đau chạy tay chạy chân, như cái câu trên thành phố nó, cô cũng biết niệm Phật quan hỷ vui vẻ vô cùng, nó cái nghiệp duyên đến lúc gọi là nghiệp nặng báo nhà, đúng ra ngày đó nó chết nó đọa lạc luôn vậy đó, mà té xe nó bể đầu gối. Cô quan hỷ vui vẻ, tại cô nghe những đức giảng cô hiểu mà,
xong cô vui vẻ hoan hỷ hoàn toàn luôn. Mà cô lúc cô té mà nghe nói mà cái đầu gối nó bể ra găng nó lòng thòng nghe nói vậy. Mà trời ơi mà người cô ngoắc ngoắc người ta, mà người ta cứ nghĩ người ta sợ giả dạng gì tầm bậy tầm bạ, người ta không dám ghé chút. Rồi cô cứ niệm phật gì có người ta ghé lại thấy cô gì, cô khi cô tha thiết cô niệm phật cô gì mà cô niệm phật, cái người ta xung quanh ta nói cô bình tĩnh cô ơi, cô đừng có bắn loạn, cô đừng có bắn loạn. Có nhiều người nói cứ cứ chờ đi, chờ cứu. Nó thôi thôi tôi niệm phật, cô cứ niệm phật. Mới bị biết rằng là người ta đưa cô vào bệnh viện mà băng đồ rồi bó đồ lại rồi bó bột đồ này kia, mà cái trạng thái cô nghe phật tử nói cô tự tại bình thường, đặc biệt lắm. Những đức nói rằng những người này là đúng là những người chân thật con của Phật, tin sâu nhân quả, đúng không? Trạng thái bình thường. Những đức nói cô mà bình thường vui vẻ, tự tại bình thường, đừng có nặng nề gì hết, khi cô mà trở lại bình thường nhìn sắc diện cô không có xuống chút nào. Cô thử đi, vui vẻ an lạc nghe pháp mỗi ngày nè, rồi niệm Phật đi, rồi vui vẻ bình thường, nghĩ rằng thôi đây là thời gian nhắc nhở mình vô thường. Bữa nay nhắc mình té gãy cái đầu gối, bể đầu gối, nhắc mình vô thường đó. Cuộc đời này cuối cùng cái gì cầm theo đâu. Cô phải càng ngày càng tinh tấn niệm Phật thêm. Người tu hành phải vậy đó, càng gặp sự cố thì càng tinh tấn tu hành, chứ không phải gặp sự cố mà chán nản. Nó bây giờ tu mà tại sao bị gì rồi bỏ đạo, bậy. Bản thân mình nghiệp nặng báo nhẹ, mình phải nghĩ gì. Rồi tự nhiên cái tâm trạng mình nó vui vẻ niệm Phật liền vậy đó. Vậy nhớ, nên mỗi người mình mà biết, hiểu biết thì tự nhiên mình tu mình nhìn nhận rõ ràng chứ. Nó giống như cái câu chuyện mà Như Đức đã từng kể, ăn chay rồi xong bị bệnh đau, đúng là ăn chay mà không biết nghe pháp, tác hại thấy ghê. Bởi vì nghe pháp nó mới hiểu biết thông cái tâm. Ăn chay mà 3 năm xong bị bệnh đau này kia, đây là câu chuyện Như Đức đọc có thật á. Thì vì biết rằng là khi mà bệnh đau tức chửi mắng hoài, nói ăn chay mấy năm nay mà giờ cũng bệnh đau như gì. Có người bạn nói bạn ăn chay là điều tốt, bệnh đau là nghiệp duyên của mình, mà bạn tại sao bạn nói vậy này kia, thì tức lên càng chửi thêm. Người bạn kia nói vậy thì bây giờ bạn dám bán cái chuyện ăn chay bạn cho tôi không? Một ngày bao nhiêu tôi tính ra trong 3 năm bao nhiêu tiền tôi trả bạn, rồi bạn ghi giấy đàng hoàng nghe. Chịu được, mà lúc đó còn nói chê cái người kia mua ăn chay dại khờ, ăn chay của người ta mà đi mua. Cuối cùng vì biết rằng ghi giấy bán đàng hoàng luôn, xong ghi xong bán đàng hoàng xong đưa giấy đốt bỏ luôn. Đốt xong rồi bắt đầu quý vị biết rằng là tưởng lấy tiền đi khám bệnh này kia, không ngờ tối lại đầu trong mặt ngựa đến để bắt đi. Nói ủa tại sao vậy nữa? Đầu trong mặt ngựa nói rằng đúng là số mệnh ông là chết mấy năm trước, nhờ ông ăn chay mà ông sống tới bây giờ. Vì đó mà ông còn không biết cố gắng tu nhân tích đức, mà gì mà còn chê bai cái chuyện ăn chay mà bệnh hoạn này kia. Nó nói này nói kia, nói ờ như vậy bây giờ thôi cho tôi ở lại một ngày nữa thôi, để tôi kể câu chuyện này, tôi nói lại những gì sự việc đó. Nên từ nơi đó mới có câu chuyện như vậy. Quý vị nhớ, mình nghe pháp mình mới hiểu được. Có những người ăn chay không mà không nghe pháp cũng không hiểu, có những người đi chùa không mà không nghe pháp cũng không hiểu. Mình cần nghe pháp, nên Phật pháp mình đem mình tặng cho người ta, cho người ta nghe, để người ta nghe, người ta hiểu nhân quả. Nếu như mà người ta tu mà người ta không hiểu nhân quả, người ta không được nghe pháp là tu mù, quý vị nhớ. Nên những bài giảng nó rất là gần gũi, rất đơn giản dễ hiểu, nó đều đi vào nhân sinh cho người ta nghe pháp là hiểu liền, biết được cuộc đời mình đã gieo nhân mình gặt quả rất là rõ ràng. Nên người ta sẽ cởi mở tâm tư ra. Rất là nhiều người, người ta gặp cảnh ngộ gia đình nào là chồng chửi mắng đánh đập, con hắt hủi hỗn ẩu, vậy mà ta nghe pháp mình ta cởi mở tâm tư hết trơn, mà người ta lại chuyển hóa được người thân gia đình luôn. Mà chuyển hóa người thân gia đình là ngay bản thân người ta chuyển, người ta chuyển sự khổ đau người ta mà chuyển hóa luôn người thân gia đình. Thì thấy cái sự lợi ích này lớn cỡ nào chưa. Nên mỗi một con người mình nên trân quý cái duyên nghe pháp ăn chay niệm Phật. Mỗi ngày mình đều nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, cái này là quá đặc biệt quý vị à. Nên mình đi vô chùa mình tu cũng vậy, mình gặp một cái nghiệp duyên gì thì đó cũng là cái duyên mà Phật nói trong kinh là quan gia thù nghiệp. Mình đã từng trở ngại người ta, bây giờ người ta trở ngại lên mình, mình không có cái gì mà buồn phiền thôi. Cái tâm của mình mỗi ngày tu mình còn hồi hướng cho người ta nữa, mình có gì đồ ăn ngon mình còn cho người ta nữa, vì sao? Vì mình giải cái tâm mình trước đi, mà đừng có cho trực diện, mà mình qua trung gian người khác gỡ cho, để mà hóa giải cái tâm hận thù của mình trước đi. Khi cái tâm hận thù mình hóa giải rồi là hóa giải với người đó luôn. Chính những đức đã áp dụng rõ ràng.
Nên quan gia nên giải không nên kết. Mình là người nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, muốn về Cực Lạc mà, quá giải nghiệp trước chứ. Nên những điều những đức giảng chia sẻ ở đây, bao nhiêu câu chuyện những đức kể cho quý vị nghe đó, thì quý vị gặp cảnh ngộ nào quý vị cũng nên niệm Phật đi. Sự cố gì quý vị cũng nên niệm Phật đi. Bất cứ việc gì trong cuộc đời quý vị gặp phải trở ngại đời đều niệm Phật hết đi. Nhưng mà lúc bình thường quý vị cứ vui niệm Phật, buồn niệm Phật, trở ngại niệm Phật, sự cố gì cũng niệm Phật, thì quý vị gặp cảnh ngộ gì quý vị cũng sẽ áp dụng niệm Phật, lợi ích bất khả tư nghị. Cố gắng niệm Phật quý vị, để đời này chúng ta phải về Cực Lạc, hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Nhớ phát nguyện, đời này con niệm Phật, con phát chỉ có đúng một cái nguyện, là con nguyện cầu sanh Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.